Và cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp Hội khuyến học tỉnh triển khai công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2026 và định hướng đến năm 2030. Chương trình nhằm triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời, phát triển các mô hình học tập phù hợp trong quân đội và cộng đồng xã hội, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung phối hợp trước khi triển khai mở rộng, đảm bảo hiệu quả thiết thực phù hợp với đặc thù mỗi đơn vị. Qua đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về vai trò và lợi ích của học tập, phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học địa phương, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục nâng bước em đến trường, hũ gạo khuyến học. Đồng thời, Hội khuyến học đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phong trào học tập suốt đời.